Xin chào quý vị và các bạn. Buổi chiều hôm nay giao dịch nó đã kết thúc rồi. Kết thúc lâu rồi, bây giờ đã là 6 giờ 22 phút rồi. Tôi mới làm được cái clip để đánh giá lại thị trường cho các bạn. Và đấy, nhìn cái cây nến hôm nay nó vẫn đấy, nó chỉ đổi màu thôi. Lúc sáng nay thì là cây Doji Star có màu xanh. Nhưng bây giờ thì nó là vẫn là Doji Star nhưng nó có màu đỏ, nó hơi giảm nhẹ. Mặc dù cái chỉ số thì lại tăng nhé, chỉ số lại tăng 3,33 điểm, tức là 0,25%. Khối ngoại thì hôm nay vẫn là bán nhưng bán nhẹ hơn, nghĩa là bán khoảng gần 200 tỷ, 188,79 tỷ. Đấy là một cái điểm trừ. Và đấy, kịch bản cũng như tôi nói đấy, là có lẽ là nó sẽ là một cái cây đỏ nhẹ hoặc là xanh nhẹ. Thì chúng ta vẫn chờ cái phiên mai và hy vọng cái phiên mai là một cái cây xanh để cho cái cây nến tuần nó được đẹp. Nếu như cây nến tuần nó được đẹp, đây cây nến tuần này nó được đẹp thì có lẽ là cái buổi tuần sau ấy nó sẽ là một cái tuần tích cực. Thì tôi nghĩ, tôi thiên về cái hướng như thế, và tôi nghĩ như thế thì nó sẽ là rất là đẹp và nó hài lòng của rất nhiều người. Đấy, tuy nhiên vẫn như tôi nói là chúng ta nên cảnh giác cái giai đoạn này. Cái giai đoạn những cái cây này này nó sẽ có rất nhiều cổ phiếu mua. Đấy, rất nhiều cổ phiếu có điểm mua đẹp. Đấy, và rất nhiều người khuyên các bạn ấy là những cái cổ phiếu nào nó đang ở cái trạng thái break tốt thì nên vào. Thì tôi, quan điểm của tôi ở giai đoạn này lại không nên như thế. Tất nhiên vào cũng được nhưng vào ít thôi. Vào ít theo kiểu cái dạng gọi là một ít để đầu tư có cảm giác thôi. Bởi vì cái giai đoạn mà thị trường ở trên đỉnh ấy thì thường break hay xịt lắm. Đấy, đấy là một cái đặc tính mà các bạn nên cảnh giác nhé. Cái giai đoạn mà thị trường ở trên đỉnh ấy thì các cái điểm break thường là bị xịt, thường là bị xịt thôi, không phải tất cả nhưng mà hay xịt. Còn cái giai đoạn mà đang up trend này này thì break là ăn, cứ break là ăn, cứ break nhảy vào mua là ăn, và ăn nhiều. Đấy, đấy, đấy là cái đặc tính mà các bạn cần phải lưu ý. Và không có cách nào khác, chúng ta phải theo dõi diễn biến thôi. Chiều nay thì tôi cũng không theo dõi được, tôi cũng không nắm được tình hình, nhưng mà để nắm tình hình ấy thì nó cũng không khó đâu. Đây, tôi cũng hướng dẫn luôn các bạn nhìn cây nến 5 phút này hoặc là cây nến 1 giờ. Đấy, thì cái ngày hôm nay là bắt đầu từ chỗ này này. Đấy, nhìn là bắt đầu từ chỗ này này thì chúng ta thấy là cũng bình thường, nó cũng không có gì đặc biệt. Đấy, không có gì đặc biệt. Hoặc các bạn có thể xem cây nến 1 giờ. Đấy, thì chúng ta đánh giá được, chúng ta biết được là nó như thế nào. Thì hôm nay nó cũng bình thường, nó không có gì đặc biệt. Đấy, không có gì đặc biệt. Còn ví dụ các bạn hình dung như này, đây, những cái phiên này, đấy, nó có những cái điểm đặc biệt, có những cái thứ mà ở trong đấy, cái khối lượng khi mà nó lao xuống, cái khối lượng theo giờ ấy, nó tăng lên, vân vân, những cái kỹ năng mà các bạn cần phải xem nhá. Còn hôm nay là phiên lưỡng lự, khối lượng nó giải đều, nó không có cái gì đặc biệt, nó không có cái gì gọi là ấy. Tuy nhiên đấy, là chúng ta đề phòng những cái thứ mà tôi nói đấy, là các bạn cứ để tài khoản an toàn, giao dịch khoảng 2/3 tài khoản trở lại thôi, hoặc tốt nhất là một nửa thôi. Giữ, nếu như bạn nào mà margin ấy thì cái cách tốt nhất, lời khuyên của tôi, rút 30% tiền ra ngoài. 30% tiền, một là mua cái gì khác đi, mua vàng chẳng hạn, giai đoạn này mua vàng cũng là một gợi ý tốt. Tuy nhiên là giãn cách xã hội thì mua vàng nó cũng khó. Cái thứ hai là mua vàng nó bị dở một cái là chúng ta lại phải giữ nó. Tôi ghét nhất là thế. Nếu như Việt Nam mà có cái đầu tư chỉ số vàng ấy thì tôi khẳng định luôn là tôi sẽ đầu tư. Đấy, tôi sẽ đầu tư những cái giai đoạn này chẳng hạn, tôi sẽ đẩy 30% tài khoản của tôi sang vàng. Ví dụ thế. Còn đấy, còn 2/3 tài khoản ấy thì giao dịch khoảng đấy, giao dịch khoảng khoảng một nửa thôi, còn một cái phần nhỏ đấy thì chúng ta đừng giao dịch, chúng ta để giữ an toàn. Đúng không? Nếu nó xuống mà có tín hiệu bật lên tích cực ấy, thì chúng ta mua để chúng ta bán. Và chúng ta nên giao dịch những cái cổ phiếu ở trong cái tài khoản chúng ta ấy, chúng ta chọn những cổ phiếu mạnh chúng ta giữ lại và bán hết những cổ phiếu yếu đi nha. Và để xem là cái VN30 hôm nay nó thế nào. Có lẽ là nó cũng đỏ xanh như nhau thôi. Đấy, một nửa đỏ một nửa xanh nhá. Thì cái VN30 này nó thực ra đấy là nó là cái bộ chỉ số mà nó đại diện cho cái VN Index.
cái VN Index mà đỏ nhiều ấy thì VN 30 này nó cũng sẽ đỏ nhiều, còn VN Index này là vừa phải, bởi vì nó là 30 công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất của cái sàn HOSE đấy, nên là nó có thể gọi là nó đại diện được cho cái VN Index nha. Chúng ta nhìn ở đây chúng ta cũng đánh giá được phần nào, ngay cả cái việc mà chúng ta nhìn ở đây chúng ta cũng sẽ đánh giá được các cái nhóm ngành. Mặc dù vậy ấy, thì VN 30 này nó không đại diện được hết tất cả các nhóm ngành, cho nên là chúng ta vẫn phải đánh giá ở ngoài. Đấy, nó chỉ có một 30 công ty có vốn hóa lớn nhất thôi thì nó cũng không đại diện được hết. Đấy, chúng ta nhìn thấy này, các ngân hàng lại đỏ rồi. Ngân hàng nó cứ xanh đỏ đấy, nó vẫn rút tiền ra đấy, và không cẩn thận đấy là các bạn sẽ rất là nguy hiểm nha. Vẫn rút tiền ra đấy. Cái tôi xem cái con ST Bank, STB hôm trước bạn nào hỏi đấy, xem hôm nay nó xanh hay đỏ. Đấy, nó đỏ, các bạn hình dung không? Nó bật lên một cái xong nó lại xuống ngay, và cái giai đoạn này nói chung là không biết được, không thể biết đấy. Và cái điểm này là cái điểm vào nó đẹp, nó rất là đẹp đấy, rất là đẹp, rất đẹp. Tuy nhiên đấy là cái giai đoạn này là cái đoạn rất nguy hiểm rồi, nếu mà nó gãy khỏi cái điểm này khoảng 7% thì chúng ta bắt buộc phải bán, không không giữ được nha, bắt buộc phải bán đấy. Dòng cổ phiếu thép có vẻ như là nó sẽ quay lại để lái thị trường ấy, nhất là cái con HPG này mà nó lái được ấy, thì khả năng cao ấy, thị trường nó sẽ không sụp đổ, nhưng chúng ta đang thấy là có vẻ đẩy giá để thoát hàng nhé. Đấy, rất nhiều người không để ý đâu, bởi vì cái con này, cái cây nến của nó rất là thấp như này ấy, nhưng khối lượng của nó rất lớn đấy, khối lượng của nó đấy, 13 triệu cổ phiếu hôm nay, ngày hôm nay giao dịch 25,8 26 triệu cổ phiếu, các bạn hình dung thế. Các bạn nhìn này, các cái cục ATO, ATC này nó cứ hàng ATO không có gì thì cũng không đáng ngại. Nhưng ví dụ cái cục ATC này nó làm một phát 2 triệu cổ phiếu. Đấy, và chúng ta xem mức giá nào, nó cũng không không phải là đáng nghi ngại lắm, nó nằm ở chỗ này, nhiều ở chỗ này. Đấy, nha. Lý do là nó đã tăng quá mạnh rồi, các bạn hình dung như trong một năm nó đã gấp đến 4 5 lần rồi. Làm sao mà công ty nó đã kịp phản ứng được. Đấy, nên nên đấy là người ta sẽ dần dần người ta rút tiền ra mà chúng ta không để ý được đâu. Đấy, chúng ta phải canh thôi nha. Tôi thì giai đoạn này tôi không mua cái con HPG. Không mua, và cái giai đoạn này tôi không không giai đoạn này tôi vẫn có một cái cổ phiếu tôi đầu tư dài hạn. Tôi vẫn có một cái cổ phiếu tôi đầu tư dài hạn, cứ xuống thấp rồi tôi mua. Đấy, và nó lên cao thì bán bớt thôi. Bán bớt cái cổ phiếu đấy, và tôi nghĩ là tôi đánh giá được đúng nó. Tôi đã đánh giá được đúng nó, và tôi hiện tại nó vẫn đang lãi khoảng 10% 10% tài khoản, 10% của cái giá trị đầu tư của cổ phiếu đấy thôi nha. Đấy, thì chúng ta cần phải đánh giá rõ. Tôi lại chạy cái chương trình để tìm kiếm các cơ hội cho các bạn. HPG hôm nay nó là điểm mua này. Khối lượng lớn hơn hoặc bằng cái khối lượng trung bình ấy, thì nó sẽ cho điểm mua. Vì ở đây tôi cho phát hiện sớm, và cái cách phát hiện sớm của tôi ở đây này, tôi không phải mình khối lượng không đâu, nhưng cách phát hiện sớm ở đây ấy, nó cũng rất là hay. Đấy, nó giúp cho chúng ta nhìn thấy sớm, chúng ta mua sớm. Nó rất là hay, nó rất là thành công. Tất nhiên là không phải là thành công cả được. Ví dụ cái đoạn này thất bại, cái đoạn này là đoạn thất bại, đoạn này thất bại nhiều. Đấy, nhưng cái giai đoạn này thành công và lãi được rất nhiều đấy. Các bạn hình dung là mua từ đây nhá, bán đây lãi nhá, mua đây bán đây, quá là loại lãi. Đấy, ta lại chạy cái chương trình nhá. Và tuần này chúng ta chỉ còn một phiên giao dịch ngày mai nữa thôi. Con CTG thì tôi quan điểm của tôi là con CTG nó vẫn đang bị âm thầm rút tiền ra nhé. Đấy, các bạn cảnh giác, chúng ta không nhìn thấy được một cách rõ ràng, nhưng mà đấy là cái nhãn quan tôi nhìn, là tôi cảm giác như nó đang bị rút tiền ra đấy. Và thực tế là chúng ta đợi cái quý sau chúng ta đánh giá lại nhé. Nhưng mà hiện tại cái quý này là con CTG hiện tại là nó đang có lượng tiền mặt ở trong ngân hàng rất là nhiều, và nó không cho vay được. Đấy là điểm trừ của nó, điểm trừ của nó, và nó vẫn phải trả lãi, không vẫn phải trả lãi cho người ta, nó không cho vay được đấy nhá. 22 cổ phiếu tăng mạnh là cũng nhiều đấy. 22 cổ phiếu có giao dịch mạnh với dòng tiền lớn là rất nhiều,
nha, rất nhiều nhưng không đẩy được chỉ số. Đấy, có nghĩa là dòng tiền giao dịch ở cổ phiếu này lớn mà tôi xem cái giá xem là nhiều cổ phiếu mệnh giá lớn không nhá, cũng rất nhiều cổ phiếu mệnh giá lớn này đấy, từ 22 20 trở đi lên là tôi coi là mệnh giá lớn nhá, tôi coi là được được rồi đấy. Nó có nghĩa là tiền nó đang rút ra rất là mạnh chứ đấy, rút ra nhưng mà nó lại mua ở những cổ phiếu nhỏ. Và tôi đã có cái clip trước đây tôi khuyến cáo các bạn ấy là nên tập trung vào cái cổ phiếu vừa và nhỏ ở giai đoạn này, nó có thể là sẽ có những cái điểm tích cực mà chúng ta sẽ không lường được, nó sẽ tăng đấy nha. Còn VHM thì vẫn bị rút tiền ra thôi, cái chỗ này tỏ ra là tích nhưng mà không ăn thua đâu, không thua đâu, nó sợ cái nền này không vững đấy, vẫn tiền vẫn rút ra nha. Dòng tiền mạnh như thế này nhưng chỉ số không đẩy lên là có nghĩa người ta rút tiền ra và nhỏ lẻ vào ngáp thôi. Còn HPG thì đấy thì nó không biết, các bạn tự đánh giá nha. KHB thì đấy tiền đẩy vào mạnh và hôm nay là phiên break thành công ấy nhá, break lên rồi. IDC, HSG, NKG, DIG, CTG, CTG thì nó vẫn rút tiền một cách âm thầm thôi, nó không rút một cách mạnh nên là nhiều khi chúng ta không phát hiện được. Cái vùng này này cảm giác như là cái vùng phân phối rồi đấy, cảm giác như là cái vùng phân phối rồi, nhưng đến chỗ này thì khối lượng nó đấy nó lại đang có vấn đề, nó cái vùng phân phối này nó không phân phối kiểu rất là mạnh, nó không ồ ạt nên là chúng ta cũng khó khó biết. IGC, IGC hôm nay có cây mua nhá. MBB, MB đấy cũng bị rút tiền. SHB, STB, PVS thì hôm nay có một phiên tích cực nha. PVS thì các bạn phải cảnh giác cái giá dầu, nó bị ảnh hưởng bởi giá dầu nha. GEX, HHV, TCH thì hôm nay là phiên tích cực và là cây mua. Đấy, còn chưa hiểu được cái con TCH này nó sẽ như nào, nhưng con này khó lắm. Con này khó nha, bởi vì về cơ bản thì đến giai đoạn này nó tích cũng khá là ấy rồi. Tôi cũng đấy, tôi nghĩ là chắc là cái điểm này là cái điểm cực tiểu của nó rồi. Cái khoảng 18, giá 18 này là thấp nhất của nó rồi. Không biết nó có thể thấp được hơn hay không thì vẫn chưa biết. Đấy, nhưng dạo này thấy TCH quảng cáo rất là nhiều thì chúng ta cũng không hiểu là nó có cái vấn đề gì. AAA, LCG thì hôm nay là phiên phân phối mạnh rồi nha, phân phối mạnh ấy. SCR, SCR thì đấy cũng phân phối rồi. FLC hôm nay có cây mua này. Đấy, FLC về đồ thị của nó ấy thì đến cái điểm này nó cũng khá đẹp rồi đấy nha. Tuy nhiên là các bạn quan sát về con này, nói chung là lượng cổ phiếu của nó cũng lớn, đánh giá nó phải cẩn thận. ITA, ITA thì có phiên tích cực và là cây mua. HQC cũng thế. Đấy, đấy là 22 cổ phiếu, 22 cổ phiếu nhé. Giao dịch với dòng tiền rất là lớn mà không đẩy được chỉ số, có nghĩa là thị trường nó rất là yếu. Chúng ta xem nếu như cái danh mục này mà nhiều cổ phiếu rác ấy thì cực kỳ nghi ngại nhá. Đấy, vẫn tăng rất là mạnh nhưng mà toàn chắc toàn cổ phiếu rác. Đấy, 32 cổ phiếu tăng mạnh nhá. D2D này. BCM. Đấy. KBC thì đương nhiên rồi. GVR, AGM, Dược Việt Nam. Đấy, Dược Việt Nam thì đấy cái nhóm dược, nhóm nhóm liên quan đến đấy thì nó cũng có lợi. Nhưng cơ bản là các bạn cũng phải đánh giá, tự đánh giá nhé. AAV, GKM, BMC, VNP, DBT, PVB, VVV hôm nay có phiên break ấy. VNB, VNB thì hôm nay có cây mua đấy nhá. TIG, TIG thì cây mua từ hôm qua
TTN HSV LSS TAG BCE BCE đấy thì từ hôm qua nhé, hôm qua cho các bạn rồi. AMS AMS thì con này giao dịch khối lượng bé lắm nên các bạn cẩn thận nhé. TMT con này thế. NSH LMH TC6 HCD MBG PGT PGT này nó cũng giao dịch khối lượng rất là bé nhé, có thể nó đẩy mạnh không biết được nhưng mà khối lượng giao dịch của nó rất là bé nên các bạn phải đánh giá, tự đánh giá nhé. Và cái cây mà tôi cho các bạn là từ đây, từ cây này nó tăng rất là mạnh nhỉ? Cây này thì khối lượng bé quá nên không có, cây này có nhá, và cái khối lượng giao dịch của nó bé quá nên cái này nó lái dễ nên rất là nguy hiểm, các bạn phải cảnh giác. Còn nếu mà chơi theo kiểu đặt cược ấy thì các bạn đặt ít thôi, vài triệu ở đấy để được thì ăn, giống kiểu đánh đề ấy. ITA thì hôm nay có cây mua nhá, KSQ đấy, các bạn hình dung con KSQ này tôi cho các bạn thấy con này lại lại khả năng cao nó lại gấp đôi, mà nó gấp đôi rồi đấy, chưa chưa gấp đôi nhưng gần gấp đôi đấy các bạn đấy nhá. Đấy, những con này mà chúng ta mà đánh cược ấy thì KSQ tôi cho từ rất lâu nhá, và tôi có mấy cái clip tôi lấy con này ra làm dẫn chứng ấy, tôi cho từ rất lâu, và con này các bạn thấy nó lại đang tăng theo kiểu gấp đôi đấy. BVG SGF KVC đấy, đấy là 32 cổ phiếu tăng mạnh ngày hôm nay. Thì nhìn vào đây ấy, chúng ta thấy là chủ yếu là cổ phiếu vừa và nhỏ đấy, như tôi nói đấy, mệnh giá lớn nhất là 56.7 đấy, còn lại các bạn thấy toàn cổ phiếu liên hình. Và cái nhận định của tôi về thị trường từ đấy, từ cái giai đoạn thị trường nó đang có tín hiệu sụp đổ xuống ấy, nó tạo cái đỉnh sau đấy, thì chúng ta đều thấy là tôi nói là nên để ý đến những cái cổ phiếu nhỏ đấy, nó sẽ tăng mạnh nhá. Đấy, vừa và nhỏ nói chung là mệnh giá khoảng 50 trở lại là các bạn nên quan tâm. Nó sẽ có nhiều cổ phiếu nó sẽ tăng lên để nó rút tiền từ những cổ phiếu to kia ra đấy, các bạn hình dung thế. Và những kiểu cổ phiếu mà mệnh giá lớn ấy thì quy mô lớn, mệnh giá lớn thì chúng ta cảnh giác nhé. Đấy, cảnh giác nó rút tiền ra chúng ta không biết, đến khi chúng ta nó sụp đổ xuống rồi chúng ta mới biết là muộn rồi, muộn. Ví dụ như cái con thôi không cần ví dụ nữa, thôi cuối cùng là đấy, các bạn cần phải nghiên cứu kỹ và thường xuyên. Tôi mới nói các bạn ấy là bỏ trứng ra số giỏ nó vừa phải là để làm gì, để hàng ngày các bạn có thể theo dõi được thông tin của nó. Hàng ngày thông tin thì có rất nhiều thông tin đấy, tôi cũng đã chia sẻ với các bạn rồi, thì ở trong cái chỗ này cũng là một cái cách đọc thông tin này, tin tức này đấy, ở trong này cũng là một cái cách đọc thông tin nhé. Thông tin của từng cổ phiếu ấy thì nó sẽ có, ví dụ như cổ phiếu HPG chẳng hạn nhé, kích vào đây này, kích vào hồ sơ tổng quát và tin tức này đấy, thì nó sẽ có thông tin của HPG giải trình vân vân đấy. Ngoài ra thì các bạn xem những ví dụ như đầu tư cổ phiếu HPG nhé, ngoài những thông tin đây này, chúng ta nên xem thông tin về giá thép đấy, giá thép nhé, giá thép, giá quặng thép đấy, vân vân, giá thép trên thị trường này, giá quặng thép đấy, và những thông tin khác, những thông tin khác liên quan đến những thông tin khác nữa, thì chúng ta sẽ quyết định mua và bán nó sẽ dễ hơn và nó sẽ chính xác. Vì thế nên tôi mới nói với các bạn là không nên để quá nhiều giỏ, làm sao mà chúng ta xử lý được hết tất cả thông tin. Các bạn hình dung thế nhá. Còn các bạn nhìn không biểu đồ này ấy, là cũng có cái xác suất thành công cao, nhưng mà nếu như các bạn không để ý thông tin ấy, nó sập xuống bất cứ lúc nào là không chạy kịp đâu nhá. Và cuối cùng chúc các bạn đầu tư thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.